vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Lời trái tim chủ đề nỗi lòng mẹ tôi được phát sóng vào lúc 19:35 thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 trên VTV8. All right.
Xin được nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, quý khán giả cùng toàn thể vận động viên đã đến với chương trình gala và trao giải giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, tại thành phố biển Sầm Sơn Thanh Hóa, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa. Thưa quý vị, về dự giải tranh tài lần này gồm có các đoàn vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành và chúng ta đã quy tụ được nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng như bán chuyên nghiệp của các câu lạc bộ và liên đoàn quần vợt trên cả nước. Các vận động viên đã có những ngày thi đấu thành công kể từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 7 ở tất cả 5 nội dung thi đấu. Điều này đã cho thấy giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa thực sự là điểm đến của những niềm tin chiến thắng. Vâng, kính thưa quý vị, và với tinh thần đoàn kết, học hỏi, thể thao cao thượng, các vận động viên đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi họ đã cống hiến cho giải nhiều trận đấu hay, những pha bóng ngoạn mục, đẹp mắt, nhiều cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số để chinh phục đỉnh cao của giải. Và chỉ ít phút nữa thôi, các vận động viên giành chiến thắng sẽ bước lên bục vinh quang để nhận những chiếc cúp vô địch, những tấm huy chương cao quý của giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa. Kính thưa tất cả quý vị, đến tham dự buổi gala và trao giải giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn Thanh Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó là các vị đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố Sầm Sơn. Vâng, kính thưa quý vị, về phía ban tổ chức giải, xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức thường trực giải. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin được giới thiệu nhà báo Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, Phó trưởng ban tổ chức giải. Về phía các đơn vị đồng hành, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa. Cùng đại diện các đơn vị Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến nông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn, Công ty Cổ phần Động lực, Động lực Group, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Okani Việt Nam. Và chúng tôi xin được chào mừng sự hiện diện của các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương đã có mặt để đưa tin cho giải. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được kính mời các vị đại biểu khách quý và quý khán giả cùng nhìn lại quá trình diễn ra của giải đấu trong phóng sự sau đây. Trong 4 ngày từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia cúp VTV8. Giải do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên thi đấu, cơ sở vật chất phục vụ giải đã được chuẩn hóa theo các tiêu chí của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế ITF dành cho môn quần vợt bãi biển. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ phát triển được cái bộ môn quần vợt bãi biển là một cái bộ môn thể thao. Nó không chỉ là một cái bộ môn mà chúng tôi đang cùng với Liên đoàn quần vợt để xây dựng cái bộ môn thể thao thành tích cao. Và với những cái cách tổ chức như thế này thì chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng đến việc
là một ngày nó sẽ được đưa vào trong các bộ môn thi đấu của các cái giải như là SEA Games hay là các cái giải thể thao của châu Á. Qua 3 lần diễn ra, giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia cúp VTV8 năm 2024 được tổ chức với quy mô hơn, số lượng đoàn và vận động viên tham gia đông hơn và đây là sân chơi cấp quốc gia quan trọng nhất trong năm của môn thi đấu này. Do đó, các đoàn tham gia đều cử lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp hàng đầu để bảo vệ thành tích thi đấu, tranh các giải thưởng và hoàn thành mục tiêu đạt huy chương đã khiến các trận đấu diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Em thấy là tính cạnh tranh ở trong giải đấu thì công bằng, thì sự chênh lệch về trình độ của các động viên không quá là lớn, thì em thấy nếu như mà đấu thì mình phải có sự chuẩn bị thật tốt thì mới sẽ có được trận đấu như kết quả như mình mong muốn được. Những giải trước đây thì mỗi năm là mỗi địa phương có những cái tay vợt xuất sắc riêng. Các trận thi đấu của giải quần vợt bãi biển toàn quốc năm nay theo như quan sát của chúng tôi đã diễn ra rất là sôi nổi và kịch tính. Bên cạnh mục đích phát triển bộ môn quần vợt bãi biển và khuyến khích phong trào tập luyện bộ môn này trong cộng đồng, giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia cúp VTV8 diễn ra vào dịp khai mạc mùa du lịch năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa và giải diễn ra ở biển Sầm Sơn đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa thể thao mới lạ để thu hút du khách. Tôi là một du khách đến nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn. Trước hết là đến Sầm Sơn là thấy con người Sầm Sơn thân thiện, bãi biển đẹp, chan hòa. Đấy. Và bản thân tôi cũng là một người rất yêu thích thể thao. Cho nên mà khi mà đọc được cái giải quần vợt này là cũng ra để cổ động cho các vận động viên. Sầm Sơn phải trở thành trung tâm của lễ hội, trung tâm của tổ chức các sự kiện thể thao. Với ý nghĩa là thể thao đồng hành cùng với du lịch và du lịch đồng hành cùng với thể thao. Quần vợt bãi biển là môn thể thao kết hợp giữa môn quần vợt và bóng chuyền chơi trên bãi biển. Nên yếu tố quan trọng nhất để tổ chức thi đấu là phải có bờ biển đẹp, cát biển có độ mịn phù hợp. Theo các chuyên gia của Liên đoàn Quần vợt Bãi biển Quốc tế IFBT, bãi biển ở Thanh Hóa đáp ứng các yếu tố kỹ thuật để thi đấu cũng như huấn luyện bộ môn quần vợt bãi biển. Tôi rất bất ngờ khi lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng lại thấy có rất nhiều vận động viên tham gia giải quần vợt bãi biển, đặc biệt các bạn ấy còn rất trẻ. Tôi đã thử chơi quần vợt với các vận động viên trên bãi biển Sầm Sơn. Cát ở đây rất mịn, bãi biển đẹp và điều kiện rất đảm bảo cho việc tổ chức một giải quần vợt bãi biển. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ tham gia với Liên đoàn Quần vợt Bãi biển Quốc tế để phát triển bộ môn này. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Liên đoàn Việt Nam, với VTV8, tiếp tục quan tâm và để cho Thanh Hóa trong thời gian tới có thể đăng cai các cái giải quần vợt quốc gia, quốc tế. Bộ môn quần vợt bãi biển được Liên đoàn Quần vợt Quốc tế công nhận vào năm 2010 và hiện trên thế giới đã có 52 quốc gia có hệ thống giải thi đấu bộ môn này. Quần vợt bãi biển cũng đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đưa vào thi đấu chính thức tại SEA Games 2025. Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố có biển với nhiều bãi biển đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để huấn luyện vận động viên và tổ chức thi đấu bộ môn quần vợt bãi biển, góp phần giúp các địa phương ven biển phát triển kinh tế xã hội, trong đó có kinh tế du lịch. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trao giải cho các vận động viên đã đạt thành tích cao trong giải đấu quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 cúp VTV8 Sầm Sơn, Thanh Hóa. Vâng, nội dung đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội dung trao giải cho nội dung đơn nam. Chúng tôi xin được trân trọng chúc mừng hai vận động viên Võ Quốc Lâm của Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Ngọc Phúc của Đoàn Thanh Hóa đồng loạt giải ba. Xin mời các vận động viên tiến lên phía trước sân khấu ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời vận động viên Phạm Xuân Vũ, Đoàn Thanh Hóa 2 đoạt giải nhì. Và xin được trân trọng kính mời vận động viên Nguyễn Tuấn Linh của Đoàn Thanh Hóa 1 đoạt chức vô địch nội dung đơn nam. Và xin được trân trọng kính mời nhà báo Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV8, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin kính mời ông Bùi Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn lên trao giải cho các vận động viên đã đạt thành tích cao của nội dung đơn nam. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thật vui với ông thưa quý vị và các bạn. Chúng ta đã tổ chức giải quần vợt bãi biển năm nay tại mảnh đất vô cùng xinh đẹp Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Và trong hạng mục trao giải đầu tiên thì những vận động viên của Thanh Hóa cũng đã chiếm vị trí vô địch. Với nội dung đơn nam này thì các vận động viên sẽ được nhận 15 triệu đồng cho giải vô địch, và giải nhì là 8 triệu đồng và đồng hạng 3 là 4 triệu đồng. Chắc chắn cùng với đó sẽ là điểm thưởng ITF cho mỗi vận động viên. Điểm thưởng này sẽ được tích lũy để tính cho thứ hạng xếp hạng trong năm do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Trương Duy Hòa và ông Bùi Quốc Đạt đã trao giải. Và một lần nữa xin được nhiệt liệt chúc mừng các vận động viên đã đạt thứ hạng cao trong nội dung đơn nam. Vâng, xin được chúc mừng. Vâng, xin chúc mừng tất cả các bạn. Che bao ký ức xót xa hơi mẹ, ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em má trời về hướng đông, còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khung hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mừng lửa khói rực reo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mừng lửa khói dậy reo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô, cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên với ca khúc Một Vòng Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung trao giải đơn nữ. Và chúng tôi xin được chúc mừng hai vận động viên Cát Nhĩ Hồng đến từ Thanh Hóa và Bùi Thị Duyên đến từ Nghệ An đã đạt giải đồng hạng 3. Vâng ạ, xin mời các vận động viên sẽ tiến lên bục trao giải. Xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Phương đến từ Hà Nội đạt giải nhì. Và ngôi vô địch đã thuộc về vận động viên Phan Thị Thanh Bình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin được chúc mừng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Sầm Sơn. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức giải cùng tiến lên sân khấu để trao giải cho các vận động viên đạt thành tích của chúng ta trong nội dung này. Và ở nội dung đơn nữ, các vận động viên giành giải nhất nhận được 15 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức, giải nhì 8 triệu đồng, giải đồng hạng 3 là 4 triệu đồng tiền thưởng. Mùa giải năm nay của chúng ta là mùa giải thứ 3 giải quần vợt bãi biển được tổ chức tại Việt Nam do Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức. Chính vì vậy, việc tích lũy điểm qua mỗi mùa giải có vị trí rất quan trọng, giúp cho các vận động viên có thể có những thứ hạng sắp xếp hoặc là đứng ở vị trí tốt hơn trong mùa giải tiếp theo. Xin được cảm ơn ông Lê Trung Sơn và ông Nguyễn Duy Tự đã trao giải. Và một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên ở nội dung đơn nữ. Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.
cảm ơn nghệ sĩ violon chị Minh Hiền, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng các thành viên của Lê Minh Sơn Band. Thưa tất cả quý vị, chúng ta rõ ràng vừa thấy được một không gian vô cùng di gan và một thiếu nữ di gan cũng đã xuất hiện sân khấu Sầm Sơn chỉ cách đây vài khoảnh khắc thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn tiết mục vừa rồi, Hòa Tấu, Cô Gái Di Gan. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với một nội dung trao giải nữa, đó là nội dung đôi nam. Chúng tôi xin được chúc mừng hai đôi vận động viên đến từ Thanh Hóa, Trần Minh Nhật và Đoàn Ngọc Phúc, và đôi vận động viên Nguyễn Thiện Thọ và Nguyễn Tuấn Linh đạt giải đồng hạng 3. Xin được chúc mừng đôi vận động viên nữ Nguyễn Văn Khánh và Trần Xuân Hoàng đạt thứ hạng thứ 2. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh và Trần Xuân Hoàng đến từ đơn vị Thanh Hóa. Và vô địch đôi nam là Nguyễn Việt Hoàng và Phạm Xuân Vũ của đoàn Thanh Hóa. Vâng, xin được chúc mừng các vận động viên và xin được trân trọng kính mời nhà báo Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV8, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức thường trực giải, lên trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của nội dung đơn nam. Xin kính mời. Các vận động viên giành giải nhất ở nội dung đơn nam sẽ nhận được tiền thưởng 15 triệu đồng, giải nhì là 8 triệu đồng và đồng hạng 3 là 4 triệu đồng. Vâng, qua 3 lượt trao giải đầu tiên thì chúng ta đã có đến 2 lượt đoàn Thanh Hóa, đội chủ nhà, có những vị trí rất tốt, vị trí cao nhất. Không biết rằng trong 2 nội dung tiếp theo thì thành phần sẽ như thế nào? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Trương Duy Hòa và ông Nguyễn Hồng Sơn đã trao giải. Và một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên xuất sắc ở nội dung đôi nam. Vâng, xin chúc mừng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
violon Trịnh Mỹ Hiền, ca sĩ Xuân Nhi. Và xin được cảm ơn Lê Minh Sơn Band với phần thể hiện ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng. Vâng, xin cảm ơn. Vâng thưa quý vị, và sau đây sẽ là nội dung trao giải đôi nữ. Chúng tôi xin được chúc mừng hai đôi vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Loan đến từ Hà Nội và đôi vận động viên Cát Thị Hồng, Nguyễn Thị Linh Đan đến từ Thanh Hóa đã đạt đồng hạng 3. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng đôi vận động viên Liên Quân, Nguyễn Thị Mai Linh đến từ Hà Nội và Trần Huyền Trang đến từ Bắc Ninh đã đạt giải nhì. Và kính thưa quý vị, ngôi vô địch nội dung đơn nữ đã thuộc về đôi vận động viên Phan Thị Thanh Bình và Phan Như Quỳnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV8, trưởng ban tổ chức giải, và ông Lương Tất Thắng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sầm Sơn cùng tiến lên sân khấu trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của nội dung đôi nữ. Kính thưa quý vị, và các vận động viên giải nhất ở nội dung đôi nữ sẽ nhận được 15 triệu đồng tiền thưởng, giải nhì là 8 triệu đồng, đồng hạng 3 là 4 triệu đồng. Như vậy là tôi nhớ không nhầm thì nội dung đơn nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng giành ngôi vô địch, và bây giờ nội dung đôi nữ tiếp tục là một cái tên quen thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như mùa giải năm nay là cuộc so kè song mã giữa đơn vị chủ nhà Thanh Hóa và đơn vị giàu truyền thống thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh và ông Lương Tất Thắng đã trao giải ở nội dung đôi nữ. Xin cảm ơn. Lần nữa xin chúc mừng. Thank you.
Cảm ơn Lê Minh Sơn Band. Một lần nữa chúng ta đã được nghe những âm thanh vô cùng réo rắt và hấp dẫn cũng như rất nhiều mị lực từ nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền. Thưa quý vị, chúng ta đến với nội dung trao giải tiếp theo. Đây là nội dung đôi nam nữ. Chúng tôi xin được chúc mừng đôi vận động viên Trần Xuân Hoàng, Lê Bảo Anh của Thanh Hóa và đôi vận động viên Trần Đại Nghĩa, Trần Huyền Trang của Đoàn Hà Nội đã đạt giải đồng hạng 3. Chúng tôi xin được chúc mừng đôi vận động viên đến từ Liên Quân, Nguyễn Hoàng Giang của Đoàn Hà Nội và Phan Như Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhì. Và ngôi vô địch, thưa quý vị, ngôi vô địch đó đôi vận động viên Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Thị Linh Đan đến từ tỉnh Thanh Hóa. Vâng, như vậy là Thanh Hóa đã chiếm 3/5 giải nhất của mùa giải năm nay. Vâng, thưa quý vị, và xin được trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Xin kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực giải lên trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của nội dung đôi nam nữ. Xin kính mời. Thưa tất cả quý vị, tôi xin được nhắc lại một đôi chút là mùa giải năm nay là mùa giải thứ 3. Mùa giải đầu tiên thì đã được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa và mùa giải năm nay lần thứ 3 giải được quay trở lại. Lần đầu ở bãi biển Hải Tiến xinh đẹp và lần này ở bãi biển của thành phố Sầm Sơn có hấp dẫn không kém. Và rõ ràng tình yêu với môn thể thao quần vợt bãi biển đã giúp cho Thanh Hóa rất nhiều lần đón du khách cũng như các vận động viên vô cùng chất lượng đến với mình. Và cùng với đó là phong trào của họ cũng đã đi lên thông qua sự đầu tư dài hơi như vậy. Và chúng tôi hy vọng rằng những mùa giải tiếp theo, các tỉnh thành cũng như tỉnh Thanh Hóa nói riêng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho bộ môn này. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh và ông Nguyễn Hồng Sơn đã trao giải. Và một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên. Xin chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, và để làm nên giải đấu này, chúng tôi xin được cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ đến từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây xin được kính mời đại diện của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Và ông Trương Duy Hòa. Xin mời nhà báo Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, Phó trưởng ban tổ chức giải. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu và trao tặng kỷ niệm chương dành cho Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Vâng, xin mời kỷ niệm chương ạ. Với chúng tôi chờ kỷ niệm chương ạ. Vâng, thưa quý vị, những chiếc kỷ niệm chương thay cho lời cảm ơn cho sự phối hợp, hỗ trợ rất tích cực của giải đấu lần này từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với kênh Truyền hình Quốc gia VTV8. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh và nhà báo Trương Duy Hòa đã trao kỷ niệm chương. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã đồng hành để góp phần làm nên thành công cho giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024, cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa. Vâng, thưa chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và đại diện của VTV8, nhà báo Nguyễn Lâm Thanh. Đây là bức phù điêu cho thấy sự gắn kết và sự cam kết giữa hai đơn vị đã đồng hành cùng nhau trong mùa giải đầu tiên tại Sầm Sơn năm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng cùng với sự hỗ trợ truyền thông từ phía VTV8 và
và sự hỗ trợ chuyên môn từ phía ban tổ chức của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, chúng ta sẽ có thêm thật nhiều mùa giải thật xuất sắc với nhiều vận động viên vô địch nữa. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã đồng hành để góp phần làm nên thành công cho giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia 2024 Cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ sẽ tiến lên để nhận giấy chứng nhận đồng hành với giải từ phía ban tổ chức. Xin được kính mời ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa. Xin kính mời ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh Văn phòng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa. Xin mời đại diện các đơn vị, đại diện Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, đại diện Công ty Long Sơn, đại diện Công ty Cổ phần Động lực Group và đại diện Công ty Liên doanh Okani Việt Nam. Và xin được kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh truyền hình quốc gia VTV8, trưởng ban tổ chức giải. Xin kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức thường trực giải, lên trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ. Xin kính mời. Thưa quý vị, rõ ràng để những mùa giải của chúng ta có sự thành công cũng như tổ chức được tiếp tục các mùa giải khác nữa, lan tỏa mạnh mẽ hơn, chắc chắn không thể thiếu sự đồng hành của các nhà tài trợ. Bên cạnh việc đóng góp với cạnh tài chính thì nhà tài trợ cũng cho thấy rằng mùa giải của chúng ta luôn luôn có được sự chú ý từ phía cộng đồng của doanh nghiệp cũng như các đơn vị cơ sở sản xuất trên địa bàn các địa phương mà chúng ta đã tổ chức giải. Vâng, và rất hy vọng rằng ở những giải đấu những năm sau nữa thì chúng tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ đồng hành rất tích cực từ phía các nhà tài trợ của giải. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, ông Nguyễn Hồng Sơn và một lần nữa xin được cảm ơn sâu sắc sự đồng hành hỗ trợ của các nhà tài trợ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, hôm nay thật sự là xúc động, rất là vui được trong một không gian rất là tuyệt vời của Sầm Sơn. Vâng, hôm nay Lê Minh Sơn cùng những người bạn ở đây không thể thiếu được hai người đã chơi với Lê Minh Sơn bên nhau hơn 20 năm rồi. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nghệ sĩ Phan Cường, nghệ sĩ bộ gõ, một người nghệ sĩ tuyệt vời đã từng dâng hiến rất là nhiều những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống cùng với Lê Minh Sơn, và một tràng pháo tay thật lớn dành cô gái rất xinh đẹp, cô gái Di An Trịnh Minh Hiền. Vâng, trước một không gian tuyệt vời, trước cuộc chơi của những người đàn ông, một cái lễ trao giải, vâng, đó là thể thao. Lê Minh Sơn sẽ hát bài hát Mình là đàn ông của Lê Minh Sơn viết cùng các nghệ sĩ. Là đàn ông khó lắm, phải nói ít làm nhiều, phải biết nấu cơm, chăm sóc em bé trong tương lai. Là đàn ông khó lắm, không được khóc nhẹ, từ lúc bé thơ đến lúc khôn lớn sải cánh chim bay. Là đàn ông khó lắm, không được sống bông phèn, phải biết vắt tay lên trán suy nghĩ khi việc nước được giao, cho đến khi về nhà mặt phải luôn tươi cười, dù gặp bao khó khăn, dù gặp bao lo toan, làm thân xác mệt nhoài. Mình là đàn ông mà phải biết lắng nghe khi đàn bà chót nói nhiều. Mình là đàn ông mà phải biết nhường nhịn phụ nữ. Mình là đàn ông, mình là đàn ông, đừng giống con chim công vì nó rất nhiều lông.
đàn ông khó lắm, phải nói ít làm nhiều, phải biết nấu cơm, chăm sóc em bé trong tương lai. Là đàn ông khó lắm, không được khóc nhẹ. Từ lúc bé thơ đến lúc khôn lớn, sải cánh chim bay. Là đàn ông khó lắm, không được sống bông phèn à. Phải biết vắt tay lên trán suy nghĩ khi việc nước được sao, cho đến khi về nhà mặt phải luôn tươi cười à. Dù gặp bao khó khăn, dù gặp bao lo toan, làm thân xác bên ngoài, mình là đàn ông à. Phải biết lắng nghe khi đàn bà chót nói nhiều à. Mình là đàn ông à. Phải biết nhường nhịn phụ nữ. Mình là đàn ông. Mình là đàn ông. Đừng giống con chim công, vì nó rất nhiều lông đuôi. Đừng giống con chim công, vì nó rất nhiều lông đuôi. Vâng, và một tràng pháo tay cho Lê Minh Sơn Band ạ, với phần thể hiện phần hòa tấu ca khúc Mình Là Đàn Ông. Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức thường trực giải, sẽ lên để chia sẻ về giải đấu. Xin kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các vận động viên, thưa toàn thể những người hâm mộ và du khách đang có mặt bên thành phố biển Sầm Sơn xinh đẹp ngày hôm nay. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chào mừng 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 năm 2024. Và chào mừng 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2024. Trải qua 4 ngày thi đấu, tranh tài rất là gay go và quyết liệt, đến hôm nay, ban tổ chức có quyền công bố là giải quần vợt bãi biển toàn quốc tranh cúp VTV8 tại Sầm Sơn Thanh Hóa đã thành công ngoài mong đợi. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Phải nói rằng chúng tôi không nghĩ đây chỉ là một cái giải quần vợt bãi biển, mà đây thật là một đại hội về văn hóa, về thể thao và về phát triển du lịch, với sự vào cuộc rất là tuyệt vời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa và của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, cũng như sự ủng hộ của toàn thể quý vị hâm mộ và những du khách có mặt ở Sầm Sơn. Tôi tin rằng Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Quần vợt Bãi biển Quốc gia sẽ sớm được đặt tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, và giải Quần vợt Bãi biển Quốc tế sẽ sớm được về với biển Sầm Sơn, Thanh Hóa trong tương lai gần nhất. Và với một cam kết là Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ đồng hành chặt chẽ với VTV8 để chúng tôi cùng với Sầm Sơn, Thanh Hóa và cùng với 28 tỉnh thành có những bãi biển rất đẹp của Việt Nam, chúng ta vừa phát triển thể thao, vừa phát triển văn hóa, vừa làm thương hiệu địa phương, phát triển du lịch và xúc tiến đầu tư. Đấy chính là sứ mệnh của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Một lần nữa xin chúc cho giải của chúng ta thành công, tốt đẹp, và xin hẹn gặp lại.
Vâng, và xin được cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực giải. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, Trưởng ban Tổ chức giải sẽ có đôi lời chia sẻ về mùa giải năm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu đã có mặt tham dự ở buổi lễ bế mạc của một cái giải đấu thực sự là tôi cũng rất là rung động, giải đấu về quần vợt bãi biển. Đây không phải là một giải đấu đầu tiên ở Việt Nam, đây là giải đấu thứ 3, nhưng là giải đấu đầu tiên mà VV8 Đài Truyền hình Việt Nam tham gia với tư cách là không phải là một đơn vị bảo trợ truyền thông, mà chúng tôi đã được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đồng ý để chấp nhận là đây là cúp của VTV8. Và trong suốt 7 tháng vừa qua thì chúng tôi đã có sự phối hợp hết sức là tích cực, hết sức là chặt chẽ của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, và đặc biệt là các đồng chí ở trong thành ủy của thành phố Sầm Sơn. Không chỉ là ủng hộ để cho giải đấu để diễn ra ở đây, mà còn quan tâm đến cơ sở vật chất, an ninh trật tự, đảm bảo cho một giải đấu thành công. Mà cho đến nay sau 4 ngày thi đấu thì chúng tôi rất tự hào bởi vì đã được tham gia giải đấu này với tư cách là một đơn vị đồng tổ chức. Và thông qua đây tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quý vị, chúc các vị trọng tài sức khỏe, chúc các vận động viên sức khỏe. Và như anh Nguyễn Hồng Sơn đã nói, chúng tôi cũng rất mong rằng sẽ được sớm quay lại, trở lại với thành phố Sầm Sơn xinh đẹp để tổ chức một giải thi đấu quần vợt bãi biển quốc tế. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ quay trở lại đây năm 2025 với giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp VV8 Sầm Sơn Thanh Hóa năm 2025. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ để VV8 thực hiện tốt giải đấu năm nay với tư cách là một đơn vị đồng tổ chức. Xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào và hãy yêu thể thao để mang lại sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia VTV8, Trưởng ban Tổ chức giải. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị, chúng tôi hy vọng rằng quần vợt bãi biển sẽ mang đến một sân chơi thú vị dành cho những người yêu thích bộ môn quần vợt. Và qua mỗi lần tổ chức những giải đấu như thế này là cơ hội để chúng ta tiếp cận, đào tạo cũng như nâng cao thành tích của bộ môn quần vợt bãi biển của Việt Nam trong khu vực cũng như quốc tế. Đặc biệt chúng tôi hy vọng rằng có thể góp phần vào việc cổ vũ xây dựng phong trào quần vợt nói chung và quần vợt bãi biển nói riêng đến với đông đảo công chúng và những người yêu mến cũng như đam mê bộ môn này. Và chương trình gala trao giải giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 Cúp VTV8 Sầm Sơn Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Trung tâm Tiêm chủng VTC Thanh Hóa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Động lực Group, Công ty Liên doanh Organi Việt Nam đã đồng hành cùng giải đấu. Xin được cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị và các bạn, những người yêu mến thể thao nói chung và yêu mến quần vợt bãi biển nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại tại giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia Cúp VTV8 năm 2025.